Lát này nữa nha các bạn. Chuyện này mình làm hơi nhiều nè. Bánh bơ nha các bạn. Cái mình tắt nhỏ nhỏ nè. Mình để vô. Cái mình xay thôi. Cái mình làm giấy bánh á. Bánh bơ nè. Bánh thì ngon các bạn. Trời, mình ăn cái mình ghiền lắm. Quên cái thương hiệu của nó mình bỏ rồi. Nói chung bánh mấy cái loại bánh bơ này chỗ nào cũng có đầy hết, ngon. Pháp mấy cái bánh này ngon. Má mình để vô. Xay thôi. Gọn gàng nhanh lẹ. Cái mình hồi mình trộn bơ. Tốt rồi các bạn. Cái hiệu này nè, bánh ngon lắm. Bánh nữa mình làm vô chung luôn. Tại vì mình cái bánh kia mình không có đủ. Mình sẽ làm đang quay phim mà gặp mấy cái hát hát này nè, nó sẽ bị bản quyền quảng cáo, nó hát hát á. Mình để vô chén nha, mình quay microwave cho nó tan ra, mình chờ đợi ha. Trong khi mình chờ đợi, mình đổ sữa ra đây để một hồi mình nhúng bánh nha các bạn. Sữa tươi nha. Mình đã xong rồi nha các bạn. Ba ta rồi. Mình các bạn, mình mua cà phua. Mình thấy có hiệu cà phua rồi mình mua cà phua. Thấy không, cái bánh này nè các bạn. Nè, người ta cũng để mình chỉ số nè. A, B, C, D, E. Đó, cái bánh này người ta đánh dấu E nha. Dấu D chứ. Là gần kế không tốt á. Còn A với là tốt sức khỏe, B cũng tốt nè, C, D, E đó. Các thực phẩm ở đây đều được đánh dấu như vậy rồi tùy theo người tiêu dùng mà lựa chọn nha các bạn. Dâu mình đã cắt rồi, đây mình có mấy trái nho đen, bánh xay nhuyễn, kiwi, rồi sữa tươi. Bây giờ mình đánh sữa nha. Mình đánh sữa ha, mình chuẩn bị cái đồ đánh sữa bằng tay nha. Đặt cái kem Onche ha, của hiệu NV. Cái này kem mình đánh giống như whipping cream nha các bạn. Nó người ta để như thế này nè. Còn đây là macaron nha các bạn, hiệu của Mibuna ha, 250g. Mình mua cái loại này nè. Bây giờ mình trút vô mình đánh nó trước nha. Bây giờ cầm trượt tay đó, mình để 40g đường vô nha các bạn. Mình đánh cái này trước đi rồi cho nó tại cái chỗ đứng của mình nó không có tiện các bạn. Cho mình để ha, mình để whipping cream vào nha. Bắt đầu mình đánh tiếp tục. Tại vì cái kem này mình không có đánh nó ngọt hơi ngọt nha các bạn, tại lý do là mình làm nhiều bánh nên mình để một lần nhiều luôn. Mình vừa làm mình vừa nói chuyện là nó sẽ bị ngất quãng. Tại vì cái bánh kia nó có đường nhiều quá nên mình không có để cái này nó ngọt, nó lạc lạc.
ngọt lạc thôi. Bây giờ mình đóng nha. Thì hơi dằn nè các bạn, phải để cái phim nha. Như bữa mình chỉ nha. Làm cách lộng, cách đánh kem cũng giống như mấy lần trước Ly hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay Ly lại nói rõ với các bạn về vấn đề để đường như thế nào á. Tại vì cái bánh sambal là cái bánh quy thìa của mình nó đã có đường rồi. Nếu mình không thích ăn ngọt á, thì mình sẽ giảm đường là để như mình á, là vừa ăn nha các bạn, rất là vừa ăn và ngon. Nếu các bạn không thích ăn ngọt thì ăn như vậy thì rất là ok. Còn nếu thích ngọt hơn thì mình tăng thêm đường nha các bạn. Và khi whipping cream mình để vào đánh chung với mặt carbon thì trước khi mình đánh mình để cái whipping cream vào tủ lạnh ngăn đông đá 1 giờ đồng hồ nha các bạn. Cho nó thật là lạnh là mình đánh nó đông nó rất thành công và nó không bị chảy. Và đông cứng như mình hướng dẫn này các bạn, vậy là mình ngưng nha, đừng có đánh nữa. Thì học đang làm công chuyện mà nó đưa mình xin nhê, mà mỗi lần mình rảnh thì nó không có kêu mình đâu. Xin nhê chỗ nào? U rớt bông sáp xa. Trời, mình không có cái kê nhìn xấu á. Nè các bạn, xong hết rồi nha, bây giờ mình làm nha. Mình cái bơ hồi nãy mình tan chảy rồi ha. Mình đổ vô đây, mình trộn đều. Chị Quyên ơi, con có muốn học làm bánh không Quyên? Dạ. Về làm cho cậu ăn. Đổ bơ vô, cái con trộn cho có kết dính lại á, thì mình để làm cái đáy bánh á. Khen mà cứ làm giống như vậy nãy gì chỉ ha. Giống như cha làm vậy là ok à. Trộn lên đường cho nó chất kết dính. Thì cái này là Ly chỉ nhắc lại thôi nha các bạn. Tại vì lúc trước là Ly cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm cái bánh này rồi. Có cái đế bánh như thế này luôn. Thì cái đế bánh nè, Ly làm là các bạn nó không có ok nè. Là tại vì ít bơ. Các bạn á, mình hướng dẫn các bạn nè. Khi các bạn xay là nhớ xay nhuyễn nha. Chứ đừng có xay lỡ cỡ như mình. Tại vì mình thử thôi. Xay lỡ cỡ như vậy. Và nó sẽ không kết dính bằng xay nhuyễn ha. Rồi mình phải để bơ nhiều một chút nữa nha. Tại bơ khi nó ẩm thì nó độ kết dính nó mới rất ok. Chứ các bạn mà làm như mình như vậy nè, là cái độ kết dính nó không có nhiều đâu. Thì mình nói cái kinh nghiệm cũng như mình làm thử. Mình làm kinh nghiệm á, mình để ít bơ một chút là không có được cho các bạn. Đó, rồi sau đó mình để kem lên mình chán hơn một lớp ha. Mình làm mỏng mỏng thôi. Tùy theo cái khuôn nếp các bạn dày thì các bạn có thể làm nó dày. Nhưng mà tại vì mình làm mình quên đi, cái mình làm nó hơi dày. Tại vì mình có để thêm phần trái cây nữa thì mình phải làm cái phần này nó mỏng hơn chút. Tại vì lúc đầu mình thích ăn kem nhiều. Cái kem này nó ngon lắm các bạn. Trời, ăn là ghiền luôn á nha. Loại kem này mình chỉ là ăn bánh loại như thế này mới ngon nha các bạn. Đừng có làm bánh kem mà của sầu riêng thì không có được đâu nha. Và kem mứt này nọ là nó không có, nó cũng ngon nhưng mà cũng tùy theo mọi người, sở thích mọi người. Nhưng mà thí dụ làm kem mứt mà giống như mình hay làm là mình chỉ làm whipping cream thôi. Hoặc mình để thêm cái scientific vào thì cái bịch đó thì nó sẽ cũng như nó chắc cái kem hơn. Đôi khi mình để, đôi khi mình không để cũng vậy. Tại vì mình ở nhà, mình không có di chuyển đi xa. Nếu mình di chuyển đi xa thì mình để muốn bánh kem nó cứng hơn thì mình phải dùng cái bịch scientific vào. Còn cái kem này nè, các bạn có thể làm bắt bông kem được nha các bạn. Mình để cái màu vô, mình trộn màu rồi mình bắt bông kem. Bây giờ phần sữa các bạn, giờ mình nướng bánh vô này nha. Cái bánh này nó có đường rồi các bạn, nên thành ra mình phải giảm đường ở trong kia để nó không có bị ngọt. Hứa bé Quyên mà hổng gà mới làm được các bạn.
Bây giờ mình để cái lớp kem khác lên nha các bạn. Sau khi mình trét phần kem này xong rồi mình để dâu mình đã thái rồi lên nha các bạn. Mình có thể để bất cứ loại trái cây nào mình thích nha các bạn, chứ không nhất thiết là phải dâu nha. Và các bạn có thể làm xào mứt cũng được. Rồi các bạn để lên như vậy thì nó hơi ngọt, cũng tùy theo mọi người sở thích như thế nào nha. Mình để tiếp một lớp này nữa nha các bạn. Chị này mình làm hơi nhiều nè. Mình sẽ làm một lớp nha các bạn. Giờ không nói gì, không có biết nói chuyện mấy cái vụ đó quyên thiệt luôn á. Nhiều không biết cách nói sao thu hút khán giả. Trời ơi, có sao nói vậy mà không biết cách nói với người ta, không biết làm, bởi vậy cứ làm gì cũng dở ẹt. Sao nghiên cứu thấy sao rồi? Ăn xấu xấu một chút nha, kệ nó ha, làm nhà ăn. Nhưng mà tại vì cho mấy đứa nhỏ nó ăn á, nhìn cho nó hấp mắt. Nên Ly thích làm kem nhiều nên nó bị dội hơi cao nè. Nhưng mà dội cao nhưng mà ngon nha các bạn. Kệ, nên mình làm cái kiểu không có chỉnh chu, nhưng mà nó sẽ có cái đẹp riêng của cái không chỉnh chu ha. Rồi bánh này nay Ly để trái cây. Ok, bây giờ mình sắp xếp sao nè cho đẹp nè. Bây giờ mình làm ba đường đi. Kiwi Ophili thì nó không thích rồi, nó thấy là kiểu cái nè, nó để dâu vậy. Sau khi mình làm bánh xong, mình để vào tủ lạnh 4 giờ đồng hồ sau rồi mình mới ăn nha các bạn. Các bạn thấy không? Ok, nhìn cũng được ha, được hơn nãy đi ha. Rồi xong chừng nào mình ăn cái mình để cacao vào nha. Ok, nhìn cũng xinh xinh nè. Con gái mình thì nó không thích gì lắm, nhưng mà mình làm cho chị Quyên ăn. Mình rải sô-cô-la nha các bạn. Cái cacao chứ, cái bột cacao. Mình cứ để đại lên đi rồi mình hả gãy bột cacao. Gãy ra cái mấy điều. Con gái của mẹ thích vậy mà, phải làm vậy chứ sao. Dở lên nha. Cái khuôn là lúc đầu là mình có chuẩn bị kiwi đó các bạn, nhưng mà làm lên thì nó không có được đẹp mắt lắm, mà Ophili thì nó lại không thích, thôi mình cũng bỏ ra luôn. Thì sau khi xong vậy á, Ophili chỉ thích cacao thì mình sẽ làm dừa dâu và dừa cacao vô. Ophili thì nó sẽ thích, nhưng mà mình nói mình làm cho Quyên ăn mà sao Ophili cứ phải ngọt như thế này thế kia, thôi mình chịu cho hai đứa vậy luôn. Bé Quyên á, thì ăn sao cũng được, nhưng mà phải ngon nha các bạn. Nhỏ quá nó. Nhỏ quá mới bị rớt ra hết trơn rồi.
Thôi nhỏ quá bị rớt ra. Không được, không đẹp. Cắt mỏng quá nó không có. Cắt mỏng quá nó không ăn. Nó cắt lớn nó nhìn nó đẹp liền. Ở cái đoạn này á các bạn nha, là cái bánh Ophelia tại vì sáng ăn đi học nên nó nói mẹ cắt cho con cái nhỏ thôi. Nhưng mà cái bánh này nè, khi mình đè kem với nhau nó không có đều á, thì khi mình cắt cái nhỏ cái bánh nó sẽ không có độ liên kết và đẹp được. Mình nói kinh nghiệm của mình cho cả nhà, như cắt cái miếng cũng vừa phải, lớn lớn chút, đừng có nhỏ quá thì nó không có kết dính. Mà cái tới chừng cái đoạn ăn thì cộng lại Ly cũng không có quay được nghe các bạn, tại lo cho mấy đứa nhỏ nó đi học á, thì quay qua quay lại ăn hết cái bánh luôn mà Ly vẫn chưa quay được nữa. Cả nhà thông cảm cho Ly nha. Ly cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem và ủng hộ video của Ly. Nếu thích video của Ly thì hãy tặng Ly một like, một đăng ký kênh ủng hộ Ly nha. Ly cảm ơn rất nhiều ạ.